dòng là nó ba là hay bị đi rút này, là hay bị cái lỗi mà cứ ok này, này ok là nó lại ra không làm gì được. Thì cái hướng giải quyết cái bài này là đầu tiên là mình phải rút máy, sau đó là mình cài cái ứng dụng mà để gỡ file hệ thống thì nó sẽ gỡ được file này, thì nó sẽ hết bị. Đầu tiên là mình phải rút máy đã. Mình rút nó ba thì mình vào cái mà cũng đã mở mở ai có được đây. Rút máy nó ba thì mình dùng cái này media này. Cái này lúc nãy là cũng để lấy file scatter để lấy zoom đấy, cái này cũng có chức năng để zoom mà. Sơn driver máy này là chưa được tiếp nhận những cái con như thế này nên là đầu nó xuống đấy, màu xanh như thế này là biết là rút được rồi. Bấm sang cái thẻ này super user ok super su chạy cái này một tí là xong rồi ok rồi. Nó chỉ chạy đến đây là xong rồi. Thử lại vào ứng dụng mình cứ ok xong mình làm thật nhanh nhé, để mình vào trong mình xem. Super su này, cái này đã được rút rồi. Sau đây là mình sẽ copy sau đây mình sẽ copy cái phần mềm đây system f gmu này để gỡ file hệ thống. Mình có thể mình copy vào trong máy này xem là mình cài đặt cũng được, hoặc là mình mở cái phần mềm này lên, mở cái phần mềm movie game này lên. Cái này lúc nãy mình bảo là để cài ứng dụng vào đó. Làm chức năng nữa là để search driver đó. Đấy, thì nó cái mục đích của cái này là để cài ứng dụng thôi, nhưng mà nó có cái chức năng là search driver để nhận diện hết các loại máy, nên mình lợi dụng cái tính năng đấy để cài driver. Bây giờ mình, nếu không có phần mềm này thì mình có thể copy trực tiếp vào trong máy, copy trực tiếp cái này vào trong máy cài cũng được. Nếu mà copy trực tiếp vào thì mình phải mở cái ổ cứng vào kết nối lên. Tiếp vào trong này hoặc không thì mình cài trực tiếp vào đây. Cái này nó phải nhiều thao tác. Thao tác thứ nhất là mình kéo xuống mở nó lên, sau đó copy vào. Thì nhiều khi là cũng phải ok này lâu à, thích thì mình có thể cài vào đây được. System Simu F này, đấy, cài đặt nó, đây nó sẽ hiện ở đây.
cài đặt thì nó sẽ nhanh hơn cái thao tác mà mình phải làm trong này. Bây giờ mình vào trong máy này, mình mở cái phần này máy lên vào trong ứng dụng này này. Ok, nhưng bấm nhanh nhanh đấy, nhìn thấy chữ gỡ bỏ này chưa. Bây giờ mình mở nó lên, nó sẽ đòi quyền rút, mình phải bấm nhanh trong khoảng 8 giây thôi. Chữ co này rồi. Đấy, mình phải xóa nó đi. Đây nó đòi cần rút này, 8 giây này. Bấm cho phép được nhanh. Rồi, này còn kịp rồi. Được gỡ bỏ xe này xem được thoát rồi. Ok, cái này xong rồi gỡ được.
đây có thêm BKV. Ứng dụng mà. Đưa cái BK này càng gỡ đi này. Nó cứ hỏi trong kia nhưng mà khó làm. Đây là ứng dụng mà mình tự tự cài nên mình có thể gỡ được trong này. Còn cái co này là virus rồi. Virus thì iPhone gì nhỉ? Cảm giác nó Samsung nhỉ?
sao bị tính lại sau.